Yeah.
sao, đây còn VIP của bà Rona mà nó nói gì. Này cái bài này là lên... 10 người tụi em đi, bà Rona là 9 lần là hát bài này rồi chị ơi. Mỗi lần xuống núi là hát bài này không à. Bài này mà tới cổng bà Rona nó đuổi ra liền. Và em xin